20 câu chuyện về cha thánh Pio V giấu. Câu chuyện 1. Cảm nghiệm trở lên linh mục. Đây là một cảm nghiệm lạ lùng của linh mục Jean Mary Benjamin. Ngài là một nhạc sĩ ở Paris mà trở nên một linh mục truyền giáo tại nước Iraq. Đó cũng là nhờ thánh Pio. Năm 1968, anh chàng nhạc sĩ người Pháp tên là Jean Mary Benjamin đang ở lứa tuổi hơn 20. Anh sống cuộc đời tận hưởng thú vui trần thế tại thành phố Paris. Anh đã thu thanh được 2 đĩa nhạc, sáng tác những bản nhạc hòa âm. Anh cũng đang làm nhạc công tại thủ đô Paris. Anh cũng thường chú ý về đời sống thiêng liêng, đọc vài cuốn sách và đi lễ hàng tuần. Một buổi tối kia anh đang ăn tối ở nhà một người bạn. Bỗng dưng anh nhìn thấy một cuốn sách nói về cha Pio. Khuôn mặt của vị linh mục hiền lành ở trên bìa sách. Anh thích thú đọc vài trang sách. Sau đó anh mượn cuốn sách về nhà để đọc nguyên đêm hôm ấy. Rồi anh quyết định sẽ đến vùng San Giovanni Rotondo, nước Ý để gặp vị linh mục lạ thường này. Tại một nhà trọ ở San Giovanni Rotondo, anh Jean Mary đã gặp một người Ý tên là Marco. Đó là một vị giáo sư văn chương. Ông này khuyến khích anh hãy tham dự thánh lễ 5 giờ sáng. Nếu có thể được thì hãy xưng tội với cha Pio. Điều này rất khó vì có hàng trăm người tín hữu xếp hàng chờ đến phiên mình. Một điều khó khăn nữa là vị linh mục không giải tội cho những người ngoại quốc. Có lẽ vì ngài không hiểu ngôn ngữ lạ. Anh Jean Mary làm theo lời của người bạn mới. Ngày hôm sau, khi thấy cha già Pio ngồi trên xe lăn, cha có vẻ đau đớn vì các vết thương thánh của Chúa Giêsu Kitô. Về sau, anh nói với đài Catholic News Agency Stampa rằng buổi gặp gỡ thật là cảm động. Thánh lễ mà cha Pio cử hành thật là cảm động. Anh không có đủ lời lẽ mà diễn tả những gì đang xảy ra. Một điều gì khó nói đã xảy ra trong linh hồn anh. Lúc đầu lễ có rất nhiều con chim đến bên cửa sổ. Có lẽ chúng đến vì thấy ánh sáng của nhà thờ. Nhưng khi mà cha Pio bắt đầu cử hành thánh lễ thì bầy chim chợt giữ thinh lặng. Anh Jean Mary không thể xưng tội trong ngày hôm ấy và trong 3 ngày kế tiếp. Lúc đó, cha Pio có vẻ rất mệt mỏi. Sức khỏe của ngài suy sụp. Và đó cũng là những ngày tháng cuối cùng của cha. Vào ngày 8 tháng 3 năm 1968, khi cửa nhà thờ vừa mở ra thì anh Jean Mary ngồi ngay hàng ghế đầu để chờ xưng tội. Khi đến phiên của anh, thì anh Jean Mary nghe tiếng cha Pio hỏi anh một cách chậm rãi. Dường như cha biết là anh không nói được tiếng Ý. Con xưng tội được bao lâu rồi? Anh ta bèn kể câu chuyện của mình bằng tiếng Pháp nhưng vị linh mục lặp lại câu hỏi. Anh Jean Mary nói rằng thật sự thì anh không nhớ mình đã xưng tội từ bao lâu rồi. Anh kể. Lúc đó, cha Pio giơ tay lên và cử động tay ngài đến 3 đến 4 lần. Ngài cho anh biết là ngài nói không. Rồi cha cho tôi biết cái ngày, tháng và năm mà tôi đã xưng tội. Đó là ngày 13 tháng 7. Lập tức tôi nhớ lại rằng tôi đã đi xưng tội tại vùng Ivory Coast trong chuyến du lịch tại Phi Châu cùng với ba mẹ của tôi. Sau một lúc im lặng, anh ta xin cha Pio chúc phúc cho anh. Cha bảo anh rằng, con hãy đi xưng tội với một linh mục người Pháp đi.
Anh Jing Mary đụng vào vết thương thánh của cha Pio. Anh cảm thấy có một luồng hơi ấm chạy trong người của anh. Anh cảm thấy sự hiện diện của Chúa. Anh đã trở lại Paris mà cõi lòng được đổi mới. Có một điều gì kỳ lạ đã xuất hiện ở trong con người của anh. Câu chuyện 2. Cha Thánh Pio không bao giờ nguyền rủa. Dù cha Pio không bao giờ nguyền rủa hay chửi thề, nhưng ngài luôn ghi nhớ những lời nhục mạ. Theo lời kể lại thì khi cha Pio còn thơ ấu, mẹ của ngài luôn dạy các con không bao giờ nguyền rủa hay chửi thề. Sau này, khi ngài là một vị linh mục, cha Pio có dùng những lời nhục mạ đối với một số hối nhân khi họ quỳ trước mặt ngài. Tuy nhiên đó luôn là vì những lý do chính đáng. Ít nhất có một lần ngài la lên để cứu một con người. Tại miền Nam nước Ý vào thập niên 1890, đó là thời kỳ mà cha Pio còn là một cậu bé, thì việc chửi thề, nguyền rủa và lăng mạ đều là việc làm đáng xấu hổ. Có những người cầu nguyện sốt sắng mà khi lời cầu của họ không được Chúa nhận lời thì họ lăng mạ Chúa trước mọi người. Thời ấy, cha Pio được gọi là Francis. Mẹ của ngài là bà Josepha Foggioan có một thói quen: khi mà bà nghe ai chửi thề hay nói bậy bạ thì lập tức bà quỳ xuống và nói to lên, chúc tụng Chúa. Hành động ấy là việc đền tạ và cũng là cách dạy dỗ cho người vừa mới chửi thề. Việc này có thể làm kẻ ấy giận dữ nhưng cũng có thể chiến thắng kẻ thù. Nhưng bà vẫn làm như thế. Bà luôn muốn biết chắc rằng con của bà là cậu Francis không bao giờ được chửi thề. Bà cũng dặn con là phải rời xa ngay khi có ai đang nguyền rủa, chửi thề hay thóa mạ bất cứ người nào dù cho họ là ai. Gia đình Skoka là những người bạn thân nhất mà gia đình Foggioan có. Cả hai gia đình luôn giúp đỡ nhau. Bạn thân nhất của Francis trong thời thơ ấu là anh Mercurio Skoka. Một ngày kia khi cả hai đang chăn cừu thì cảm thấy chán nên cả hai cùng đánh vật với nhau. Trong lúc đó thì Mercurio chửi thề. Lập tức Francis đứng lên và bỏ chạy. Câu chuyện này làm cho gia đình Skoka cảm thấy nhục nhã. Nhưng rồi sau đó anh Mercurio nhận ra rằng việc chửi thề và thóa mạ là một thứ tội lỗi. Bà Josepha rất nghiêm khắc với con cái nếu như có người con nào chửi thề. Khi được thụ phong linh mục, cha Pio đã nhìn thấy ma quỷ ở rất gần những kẻ chửi thề hay thóa mạ người khác. Ngài đã biết điều này bởi vì chính ngài thấy Satan cố gắng tới gần những ai dùng lời hỗn xược mà chống Chúa. Điều này cũng giống như Mặc Khải mà Sơ Mary of Saint Peter được nhìn thấy là Satan hướng dẫn những kẻ chửi thề. Là một linh mục trẻ, cha Pio đã ngồi tòa giải tội suốt 19 giờ trong một ngày. Ngài than thở với cha linh hướng rằng đôi khi ngài mất bình tĩnh trong tòa giải tội. Vì thế mà cha Pio khiêm nhường hơn, vì ngài cảm thấy nhược điểm của mình nên thông cảm hơn với những người tội lỗi. Có điều cha Pio sau khi nổi nóng thì ngài hối lỗi. Đã có lần cha Pio nổi giận và đuổi một người đàn ông ra khỏi tòa giải tội vì ông này muốn mưu sát người vợ mình. Ngài la lên, cút ngay, cút ngay. Con có biết là Chúa cẩm không cho người ta giết người không? Có lần khác, cha Pio gọi một người đàn ông ngoại tình là con sâu bọ. Ông ta đã ở cùng một lúc với hai người phụ nữ, bà vợ đau khổ của ông và một người đàn bà khác. Cũng có một lần mà cha Pio la hét với một môn đệ yêu quý của ngài là bà Mary Pye. Một ngày kia, khi bà Mary quỳ trước mặt ngài để xưng tội thì cha Pio hét lên,
Cha Pio đã làm cho bà Mary Pye lo sợ và làm cho những phụ nữ khác đều nghe lời ngài Hector. Bà Mary Pye được sinh ra tại vùng Manhattan, tiểu bang New York, Hoa Kỳ. Bà là một tiểu thư con nhà giàu. Bà đến ở gần với cha Pio và dâng hiến đa số của cải của bà cho những việc xây dựng chủng viện tại thành phố Piacenza. Lúc mà cha Pio la bà là vào năm 1933. Đó là lúc mà ngài bị cấm không cho giải tội và chỉ được cử hành thánh lễ ở nơi riêng tư. Có những người trong hàng giáo phẩm đã gây ra cuộc bách hại cha Pio. Nhưng không may cho bà Mary Pye vì bà bị trách mắng trong khi cha Pio bị cấm đoán đủ điều. Có một số phụ nữ nghĩ rằng bà đã làm cho cha Pio bị bách hại. Có rất nhiều người tỏ ra ghen ghét bà. Về sau, cha Pio giải thích cho bà Mary lý do tại sao ngài trách mắng bà. Có một số phụ nữ có thể giết con. Họ oán trách con vì họ ganh ghét con. Câu chuyện 3. Cha Thánh Pio cứu một ca sĩ. Một ca sĩ được cha Pio chữa lành. Anh ta nói rằng cha Pio hướng dẫn anh thu thanh bài hát này. Tất cả mọi lợi nhuận thu được từ bài hát trong Meraviglioso sẽ được dành cho quỹ từ thiện của Pio Foundation. MOT tài tử cũng là ca sĩ tên Robert Davi đã làm việc với Saint Pio Foundation để sản xuất ra một bài hát hầu gây quỹ cho hội từ thiện này. Bài hát và video được ghi âm và được xem như là thông điệp hòa bình và hy vọng trong thời gian bị đại dịch thế giới. Thời gian này đã làm thay đổi nhiều cuộc đời. Những lợi nhuận của buổi gây quỹ này sẽ được tặng cho quỹ từ thiện Pio Foundation. Bản nhạc tên Meraviglioso có nghĩa là tuyệt vời đã được ghi âm năm 1968. The Pio Foundation đã giải thích trong cuộc họp báo như sau. Bài hát Meraviglioso kể lại một câu chuyện về một người đàn ông đang tuyệt vọng. Anh ta muốn tự tử bằng cách nhảy xuống một cây cầu. Một thiên thần trong hình dáng một con người đã khuyên can anh ta đừng tự tử. Ngài khuyên anh ta hãy nhìn chung quanh để thấy vẻ đẹp của thế giới. Những nỗi đau đớn và thống khổ là một phần của cuộc đời. Bài hát này là một bài hát hoàn hảo dành cho đời sống và đức tin. Anh Davi gia nhập hội từ thiện Saint Pio Foundation vào năm 2015 như một đại sứ từ thiện. Lúc đó, anh Davi cũng phát hành một video để nhận một vai trò trong tổ chức từ thiện. Anh giải thích rằng anh đã là một người trẻ nằm nhà thương và cảm nhận những gì mà các bác sĩ gọi là sự hồi phục của phép lạ. Anh Davi nói rằng chính cha Pio đã chữa lành cho anh. Anh kể, khi tôi còn trẻ hơn, tôi đã đối diện với cái chết. Mẹ tôi và các bạn của gia đình tôi đã liên lạc với cha Pio ở vùng San Giovanni Rotondo, thuộc tỉnh Foggia. Tôi đã nhận được ơn chữa lành kỳ diệu mà các bác sĩ cũng công nhận đó là phép lạ. Qua cuộc sống, tôi luôn được một luồng ánh sáng hướng dẫn. Cha Pio đã hướng dẫn tôi. Ngài là một luồng ánh sáng cho tôi. Tôi cũng hy vọng rằng Ngài sẽ làm như thế cho tất cả mọi người ở ngoài kia. Một trong các phép lạ của cha Pio là Ngài giúp đỡ người nghèo, làm tất cả những gì mà bệnh viện của Ngài đang làm giúp người nghèo. Đối với tôi, đó là phép lạ của cha Pio. Anh Robert Davi là một diễn viên có hạng. Anh xuất hiện ở trong những phim nổi tiếng như The Goonies and diễn hát. Anh cũng là ca sĩ có tiếng năm 2011. Anh sản xuất đĩa nhạc đầu tiên có tên là Davi Sing Sinatra. Khi sản xuất bản nhạc Meraviglioso,
Anh Davi nói với hội từ thiện xanh Pew Foundation rằng: "Chúng ta đối diện với những thử thách trong thời đại này. Tôi rất yêu thích bài hát này. Bài này gây nguồn cảm hứng, đồng thời yểm trợ cho hội xanh Pew Foundation. Đó cũng là cách xúc tiến về huyền thoại của cha Pew, một vị thánh rất thân thương đối với tôi. Ngài đã chữa lành cho tôi qua lời cầu nguyện khi tôi còn là một thiếu niên. Có lẽ cha Pew đã hướng dẫn tôi làm bài hát này." Ca sĩ Moduno trình bày lần đầu vào năm 1968, cũng là năm mà cha Pew lìa đời. Câu chuyện 4. Cha Thánh Pew nói chuyện với thiên thần. Cha Pew thường luôn nhìn thấy thiên thần bản mệnh của Ngài. Ngài cũng luôn nói chuyện với vị thiên thần bản mệnh của Ngài. Một trong nhiều phép lạ của cha Pew thành Pichensina là Ngài có khả năng nói chuyện với thiên thần bản mệnh của mình. Ngài còn có khả năng nói chuyện với các thiên thần bản mệnh của những người khác nữa. Một ngày kia, một linh mục quen là Alessio đến nói chuyện với cha Pew. Tuy nhiên, cha Pew bảo Ngài rằng: "Cha ơi, cha thấy không? Con đang rất bận rộn đấy." Cha Alessio cảm thấy bối rối vì Ngài thấy cha Pew chỉ ngồi yên trên cái ghế mà thôi. Thế rồi cha Pew nói thêm rằng: "Cha có thấy các thiên thần bản mệnh của mọi người đang đi đi lại lại không? Các con thiêng liêng của con đang nhận các thông điệp từ các thiên thần bản mệnh của họ đấy. Trong lúc chúng ta không thấy thiên thần bản mệnh của mình như cha Pew, chúng ta nên luôn cố gắng liên lạc với thiên thần bản mệnh của mình vì Ngài hằng luôn bảo vệ linh hồn chúng ta khỏi mọi nguy hiểm." Dưới đây là lời nguyện riêng tư dâng lên thiên thần bản mệnh của cha Pew. Ngài cầu lời kinh này mỗi ngày: "Lạy thiên thần bản mệnh của con, Ngài là sự thiện hảo từ thiên đàng mà Chúa Cha gửi đến cho con. Xin Ngài luôn soi sáng, bảo vệ và hướng dẫn con bây giờ mà mãi mãi. Amen." Câu chuyện 5. Cha Pew trả lời thư bằng phép lạ chữa lành. Khi chưa trở thành vị giáo hoàng thì vị linh mục lúc ấy, tức là Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, sau này đã viết một lá thư cho cha Pew để xin Ngài cầu bầu. Cuối cùng thì cha Pew đã trả lời Ngài bằng một phép lạ chữa lành. Năm 1947, một vị linh mục vừa được thụ phong là cha Carol Goitila, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II sau này, đã đến viếng thăm cha Pew và gặp Ngài. Tuy cuộc viếng thăm ngắn ngủi nhưng cha Goitila đã không bao giờ quên được. Sau đó Ngài bèn viết một lá thư cho cha Pew để xin Ngài cầu bầu cho một gia đình. Lá thư này được viết bằng tiếng Latin vào năm 1962, khi Ngài Goitila còn là một vị giám mục ở nước Ba Lan. Đây là một phần của lá thư trích từ cuốn sách The Making of the Pope of the Millennium, tạm dịch là Việc tạo nên một vị giáo hoàng trong thập niên mới. Kính thưa cha, con xin cha cầu nguyện cho một phụ nữ khoảng 40 tuổi. Bà này có 4 con gái. Bà đã trải qua 5 năm trong trại tập trung ở nước Đức trong thời kỳ chiến tranh. Bây giờ cuộc sống của bà ấy đang bị nguy hiểm vì bà có cái bướu. Xin cha cầu xin Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Rất Thánh Trinh Nữ Đồng Trinh, để Chúa tỏ lòng thương xót đối với bà ấy và gia đình của bà. Đức Giám mục Giáo hoàng Gioan Phaolô II vào lúc đó không nhận được thư trả lời của cha Pew. Nhưng chỉ vài ngày sau đó thì có một phép lạ xảy ra. Lập tức, Đức Giám mục Gioan Phaolô II lại viết thư báo cho cha Pew về niềm vui chữa lành ấy. Kính thưa cha,
Người phụ nữ từ thành phố Krakow đã được chữa lành ngay vào ngày 21 tháng 11 qua việc giải phẫu. Con cảm tạ Chúa. Con cũng cảm ơn cha. Thảo nào chúng ta không ngạc nhiên khi Thánh Gioan Phaolô II trở nên một người ủng hộ hết mình cho cha Pio lúc mà ngài trở nên một vị giáo hoàng. Ngài đã phong thánh cho vị linh mục dòng Capuchin vào năm 2002. Câu chuyện 6. Xin làm con thiêng liêng của cha Thánh Pio. Có một lần kia, cha Pio bảo anh Dre hãy chọn một cái tên cho thiên thần bản mệnh của anh. Con hãy lựa một cái tên cho thiên thần bản mệnh của con. Hãy luôn gọi ngài bằng cái tên mà con đặt cho ngài. Khi con gửi thiên thần bản mệnh đến với cha thì ngài sẽ đến ngay lập tức. Một ngày nọ, anh Dre xin cha Pio hãy nhận anh làm con thiêng liêng của cha. Thế là cha Pio đồng ý ngay. Anh Dre còn xin cha Pio hãy vui lòng nhận vợ của anh làm con thiêng liêng của cha luôn. Cha cũng bằng lòng. Đó là cơ hội tốt đẹp nên anh còn xin cha Pio nhận con gái anh luôn. Anh còn muốn xin cha nhận các cô chú của anh nữa. Câu chuyện giữa anh Dre và cha Pio thật buồn cười. Họ bắt đầu cười lớn đến nỗi nước mắt của họ rơi ra làm ướt mặt. Bỗng dưng cha Pio trở nên nghiêm trang. Ngài nói với anh Dre. Này Dre, khi chiến tranh chấm dứt, khi con về lại nước Mỹ, con hãy nói cho những người dân Mỹ rằng nếu ai muốn nhận cha làm cha thiêng liêng của họ thì cha sẽ nhận họ ngay. Cha chấp nhận cho tất cả người Mỹ được làm các con thiêng liêng của cha. Cha chỉ có hai điều kiện mà thôi. Một, họ phải sống cuộc sống người Kitô hữu tốt lành. Hai, họ cần phải lãnh nhận các bí tích một cách thường xuyên. Xin con cũng bảo họ là không bao giờ họ làm cho cha xấu hổ trước Chúa Giêsu và mẹ Maria. Dre, con nhớ bảo họ về những điều này. Anh Dre cảm thấy khó nghĩ về lời đòi hỏi này của cha Pio. Anh sống trong một thành phố nhỏ của tiểu bang Pennsylvania. Anh chẳng phải là một người quan trọng gì. Anh cũng không quen nhiều người. Làm cách nào mà anh có thể nói cho tất cả những người Mỹ về những điều tốt lành này mà cha Pio muốn anh phải làm? Tuy nhiên khi anh trở về nước Mỹ, anh đã cố gắng làm những gì mà cha Pio muốn. Anh làm phim ảnh để giới thiệu về cuộc đời cha Pio. Qua nhiều năm tháng, anh đã chiếu phim của cha Pio cho hàng ngàn người xem. Anh Dre đã chết vào năm 1996. Sau hơn 50 năm anh chia sẻ những thông điệp của cha Pio với rất nhiều người mà anh không thể tưởng tượng được. Vậy chúng ta hãy thành khẩn xin cha Pio nhận từng người trong đại gia đình chúng ta làm con thiêng liêng của ngài nhé. Cha Pio đã nói rằng cha sẽ đứng ở ngoài cửa thiên đàng để đón những người con thiêng liêng của cha vào thiên đàng. Vậy bạn còn chần chờ gì mà không cầu xin cha thương đón nhận gia đình chúng ta làm các con thiêng liêng của ngài chứ? Qua anh Dre, cha Pio đã hứa đón nhận tất cả những người dân Mỹ làm con thiêng liêng của ngài mà. Chúc bạn can đảm xin ơn này với ngài. Amen. Câu chuyện 7. Cha Thánh Pio cứu tu viện. 1. Bà Berta Foti và gia đình là những người công giáo ngoan đạo. Họ sống ở vùng Florence, nước Ý. Họ của gia đình này là Foti. Đó là họ của người Do Thái giáo. Họ sống trong tình trạng nguy hiểm dưới thời đại chiến thứ hai. Nơi nhà của họ ở thường bị ném bom.
gia đình Foti có lòng sùng kính cha Pio. Một ngày kia, bà Berta chụp một tấm hình của cha Pio và treo trước cửa của căn nhà bà. Bà Berta cầu nguyện rằng: Lạy cha Pio, chúng con dâng đời sống, nhà cửa và tài sản của chúng con cho cha. Xin cha vui lòng bảo vệ chúng con. Amen. Vào ngày 6 tháng 11 năm 1943 thì có 4 người lính Đức đến vì họ tin rằng gia đình Foti này là người Do Thái nên họ vào nhà của gia đình này. Người lính đầu tiên có đầy là vũ khí trong người. Anh ta mạnh dạn bước vào nhà và nhìn thấy hình ảnh của cha Pio treo trên tường. Anh ta bỗng té xuống như một con bướm. Đó là theo lời diễn tả của bà Berta. Anh ta quỵ xuống ngay dưới chân bà Berta. Khuôn mặt của cha Pio ngẩng cao và hữu hình nên ai cũng nhìn thấy. Ở bên ngoài, những người vô tội đều quy tụ và bị bỏ lên xe vận tải để đem đi mất tích. Họ la khóc thất thanh. Còn người lính kia nhìn tấm hình của cha Pio. Anh ta giơ tay lên trán theo kiểu chào trong quân đội. Anh ta nói với bà Berta và gia đình bà rằng: Xin bà tha lỗi cho tôi. Rồi anh ta đi ra ngay lập tức cùng với 3 người lính khác mà không hề dám kiếm chuyện gia đình của bà Berta. 2. Ông Kevin Patrick Fitzpatrick làm việc ở vùng Manchester, nước Anh. Vào năm 1947, ông quen với một người lính trong quân đội người Anh trong đại chiến thứ 2. Người lính này chia sẻ với ông Kevin về một câu chuyện thú vị mà anh ta đã trải qua khi ở trong quân đội. Trong lúc quân đội người Anh chống lại quân đội người Đức thì người lính này và những đồng đội cùng đến vùng San Giovanni Rotondo. Lúc ấy đạn pháo của người Anh tuôn đến chung quanh tu viện. Tuy nhiên không có một viên đạn hay trái bom nào nổ ra cả. Khi các sĩ quan tình báo người Anh hỏi các cư dân người Ý thì được biết là nơi này có một vị linh mục rất thánh thiện là cha Pio đang ở tại vùng này. Một trong các sĩ quan người Anh đang ngụ tại tu viện của cha Pio. Một đêm kia, ông ta nghe có tiếng nói liên tục bảo ông đi ra. Ông ta cố tìm hiểu xem tiếng nói ấy xuất phát từ đâu. Khi ông ta đến cửa phòng của cha Pio thì ông ta nghe tiếng cha Pio đang cầu nguyện kinh sáng danh. Ngài đọc kinh này rất chậm rãi. Ngài lặp đi lặp lại đến nỗi người lính thấy lòng mình cảm động dâng trào tràn đầy hân hoan. Câu chuyện 8. Cha Thánh Pio cứu tôi. Một buổi sáng kia ngay sau thánh lễ tại nhà thờ của tu viện Our Lady of Grace có một số người bu quanh cha Pio để xin ơn lành của ngài. Bà Maria Pompilio là một trong những người con gái thiêng liêng của cha Pio cũng ở trong nhà thờ lúc đó. Đó là năm 1919. Bà Maria nhận ra có một người đàn ông trong đám đông cứ nhìn chăm chú vào cha Pio. Bà ta nghe tiếng người đàn ông ấy la lên: Chúa ơi, đúng là ngài rồi. Thật sự đúng là ngài rồi. Con không nhận sai đâu. Khi đang nói những lời này thì người đàn ông quỳ xuống và bắt đầu khóc lớn lên. Anh ta khóc nức nở và nói: Lạy cha Pio, cảm tạ cha đã cứu con khỏi chết. Con cảm ơn cha nhiều. Cha Pio liền đặt tay trên đầu của ông này để chúc phúc và ngài nói: Con đừng cảm ơn cha mà hãy cảm ơn Chúa và Đức Mẹ ban ơn đi. Rồi cha Pio và người đàn ông kia nói chuyện với nhau. Họ nói nhỏ quá nên bà ta không nghe rõ câu chuyện. Thế rồi cha Pio đi vào ngai tòa trong nhà thờ để cầu nguyện. Có một số người hiện diện khi cha Pio và người đàn ông ấy đang trò chuyện.
Họ rất tò mò. Họ hỏi người ấy là cha Pio đã nói gì với ông ta. Người ấy kể rằng ông ta vốn là một viên đại úy trong quân đội. Có một lần kia, ông ta đang ở trong chiến trận mà lại thấy có một tu sĩ áo nâu đứng gần đó. Vị tu sĩ ấy trông giống y như cha Pio. Ngài có làn da trắng, có đôi mắt đẹp và nghiêm trang. Viên đại úy biết ngay rằng ngài không phải là vị tuyên úy quân đội. Vì tu sĩ nói với viên đại úy rằng: "Này đại úy, con hãy đến ngay đây. Con phải ra khỏi chỗ mà con đang đứng ngay lập tức." Viên đại úy vội vàng di chuyển ngay. Thế là có tiếng bom nổ lớn ngay chỗ mà anh ta đã đứng. Bom nổ để lại một cái lỗ rất lớn trên mặt đất. May mắn cho anh ta, nếu không có lời căn dặn của vị tu sĩ thì anh chết banh xác rồi. Viên đại úy mong muốn cảm ơn vị tu sĩ đã cứu anh, nhưng khi anh nhìn lại về hướng ấy thì vị tu sĩ đã biến đi rồi mà không còn dấu vết nữa. Khi viên đại úy kể lại cảm nghiệm này cho một người lính khác nghe, người lính bảo rằng anh ta cũng được một tu sĩ cứu anh thoát chết. Tại một đồn quân sự, có nhiều người khác báo cáo rằng họ luôn thấy có một tu sĩ đứng giữa chiến trường. Ngài hướng đôi mắt lên trời và cầu nguyện. Một trong những người lính nói rằng vị tu sĩ này tên là Cha Pio. Ngài đang sống trong một tu viện ở vùng San Giovanni Rotondo. Lập tức viên sĩ quan này đến thăm tu viện Our Lady of Grace để cảm ơn Cha Pio. Anh nhận ra ngài chính là vị tu sĩ mà anh đã nhìn thấy trong chiến trường. Anh tỏ ra vui mừng và xác nhận rằng chính cha Pio đã cứu sống anh và anh đến để cảm ơn cha Pio. Từ đó, anh ấy có thêm đức tin. Anh cảm tạ Chúa và cha Pio đã cứu sống anh và ban nhiều hồng phúc cho anh. Lạy Thiên Chúa của con, cảm tạ Chúa đã chúc phúc cho con trong mọi đường lối. Ngài chăm sóc cuộc hành trình của con qua những thung lũng rộng lớn và âm u. Amen. Câu chuyện 9. Chúa Giêsu hài đồng hiện ra với cha Thánh Pio. Khi cha Pio cử hành thánh lễ Giáng sinh thì Chúa Giêsu hài đồng xuất hiện một cách kỳ diệu. Các nhân chứng nhìn thấy thị kiến Chúa Giêsu hài đồng hiện ra trên đôi tay của cha Pio. Cha Pio yêu thích Giáng sinh. Ngài có lòng sùng kính đặc biệt với Chúa Giêsu hài đồng kể từ khi ngài còn rất nhỏ. 1. Theo lời của một linh mục dòng Capuchin là cha Joseph Mary Elder thì tại nhà của cha Pio ở vùng Piacenza, ngài chuẩn bị một cái nôi nhỏ cho Chúa Giêsu hài đồng. Ngài bắt đầu làm cái nôi vào khoảng mỗi tháng 10 hàng năm. Trong khi đi chăn chiên cừu với các bạn thì ngài đi tìm đất sét để nặn tượng các mục đồng, chiên cừu và ba vua. Ngài đặc biệt chú ý nặn tượng Chúa Giêsu hài đồng. Ngài cứ làm đi, làm lại liên tục cho đến khi ngài hài lòng mới thôi. Việc sùng kính này luôn ở với ngài trong trọn cuộc sống của ngài. Trong một lá thư mà cha Pio gửi cho một người con gái thiêng liêng, ngài viết như sau: "Khi cha làm tuần cửu nhật để vinh danh Chúa Giêsu hài đồng thì trong lòng của cha như được tái sinh với một cuộc đời mới. Cha cảm thấy trong trái tim mình dường như là quá nhỏ bé để có thể ôm ấp những ơn lành thiêng liêng từ thiên đàng." Thánh lễ nửa đêm đặc biệt là dịp vui mừng của cha Pio. Ngài cử hành thánh lễ hàng năm. Ngài dùng thì giờ cách chậm rãi để cử hành thánh lễ. Linh hồn ngài nâng cao lên tới Thiên Chúa với niềm vui lớn lao. Một niềm vui mà ai ai cũng thấy được. Hơn nữa,
Các nhân chứng đã nhớ rằng họ thấy cha Pio bồng Chúa Giêsu hài đồng trong đôi tay của Ngài. Đó không phải là một tượng làm bằng sứ nhưng là một Chúa Giêsu sống động trong thị kiến phép lạ. 2. Ông Renzo Allegri kể lại câu chuyện sau. Chúng tôi đang đọc kinh Mân Côi để chờ đợi thánh lễ. Lúc ấy thì cha Pio đang cầu nguyện với chúng tôi. Bỗng dưng trong một luồng ánh sáng chói lọi, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu xuất hiện trong đôi tay của cha Pio. Lập tức cha Pio biến hình. Đôi mắt ngài nhìn vào Chúa Giêsu hài đồng đang sáng rực trong đôi tay của ngài. Khuôn mặt của cha Pio sáng chói. Ngài mỉm cười vui vẻ. Khi thị kiến chấm dứt thì cha Pio nhận ra rằng tôi đang nhìn ngài. Ngài cũng biết rằng tôi đã nhìn thấy thị kiến. Thế là ngài đến gần bên tôi và dặn tôi không được nói với ai về thị kiến này. 3. Linh mục Raffaella Santelia là người sống bên cạnh cha Pio trong nhiều năm cũng kể câu chuyện này. Tôi đi vào nhà thờ để dự lễ đêm Giáng sinh năm 1924. Hành lang lớn và tối đen. Chỉ có ánh sáng của cây đèn dầu là chiếu sáng mà thôi. Trong bóng tối lập lòe, tôi có thể nhìn thấy cha Pio. Ngài cũng đang tiến đến nhà thờ. Ngài rời khỏi phòng ngủ và đang từ từ đi vào hành lang. Tôi nhận ra ngài đang ở trong một luồng ánh sáng. Tôi nhìn kỹ lại thì thấy ngài đang bồng Chúa Giêsu hài đồng trên đôi tay của ngài. Tôi ngạc nhiên đứng lại trong cái cửa của phòng tôi. Rồi tôi vội vàng quỳ xuống. Cha Pio đi ngang qua phòng tôi và cả người ngài tỏa sáng. Người không biết là tôi đang đứng ở nơi đó. Những hiện tượng siêu nhiên này đã minh chứng rằng tình yêu sâu đậm và chân thành mà cha Pio dành cho Chúa. Tình yêu của ngài được đánh dấu bằng sự đơn sơ và khiêm nhường. Trái tim ngài mở rộng để đón nhận tất cả những ơn thiêng từ thiên đàng mà Chúa đã dành riêng cho ngài. Mong rằng chúng ta cũng luôn mở rộng trái tim mình để đón nhận Chúa Giêsu hài đồng vào ngày Giáng sinh. Hãy để cho tình yêu vô biên của Chúa đến với chúng ta cùng với niềm vui Giáng sinh. Câu chuyện 10. Danh thánh cha Pio khiến ma quỷ khiếp sợ. Cha Piero Catalano là môn đệ của cha Gabriel Amort, một nhà trừ quỷ nổi tiếng tại giáo phận Roma. Cha Amort chết năm 2016. Cha Piero Catalano là cha trừ quỷ tại giáo phận Reggio Calabria. Ngài giải thích rằng ngài dùng các xương thánh của các vị thánh trong lúc trừ quỷ. Ngài luôn kêu cầu cha Pio thành Piacenza để chống lại ma quỷ. Kết quả rất khả quan. Trước khi đi tu, ngài làm việc thiện nguyện cho một cơ sở tên Gen Movement. Ngày 8 tháng 12 năm 1988 thì ngài thánh hiến bản thân cho Chúa trong thiên chức linh mục. Ngài đã từng làm cha chính xứ tại vùng biển Jonica Coast của Reggio Calabria, Roccaforte del Greco và San Pantaleon. Hiện nay ngài là cha chính xứ của giáo xứ San John Nepomucin và giáo xứ San Philip Neri ở vùng Arangia. Khi cha nói đến tên của cha Pio thì ma quỷ hãi sợ. Cha Piero đã học nhiều năm để trở nên một nhà trừ quỷ. Cha cũng là con thiêng liêng của cha Amort. Ngài bắt đầu thực hành việc giải thoát vào tuổi 18. Ngài được kể là nhà trừ quỷ từ 3 năm trước đây. Ngài có nhiều xương thánh trong văn phòng của ngài. Ngài nói với tờ báo tiếng Ý tên là Corriere della Sera vào tháng 12 năm trước rằng: Tôi dùng các xương thánh trong lúc trừ quỷ. Bạn có biết tôi kêu cầu vị thánh nào nhiều nhất không?
đó là Thánh cha Pio. Tôi rất yêu mến Thánh Pio thành Piacenza. Ngài đã từng đến giúp tôi trong khi tôi trừ quỷ. Người bị quỷ ám rất sợ danh thánh của ngài. Người ấy nói rằng, cái ông có dâu đang ở đây. Tôi bèn đáp lại, có phải tên ngài là Thánh Pio thành Piacenza không? Con quỷ trả lời, không, tên của ông ta là Francisco Foggiuan. Ma quỷ rất sợ khi gọi tên ngài. Từ ói mửa đến nóng lạnh. Cha Piero kể rằng ngài biết sự hiện diện của ma quỷ khi ma ám là qua phản ứng của ma quỷ. Chẳng hạn như khi tôi đặt tay mình trên trán người bị ám thì người ấy lùi lại. Người ấy trở nên lạnh, bị nghẹn trong họng hay bị ói mửa. Nếu không phải là trường hợp bị quỷ ám thì nhà trừ quỷ chỉ cần cầu nguyện một lời nguyện giải thoát. Cha Piero quan sát thấy ma quỷ tìm mọi cách có thể để cám dỗ nhà trừ quỷ. Có lần hắn hỏi tôi, cha cần bao nhiêu tiền? Tôi bắt đầu cười lớn vì tôi đã thể hứa giữ đức khó nghèo. Tôi không có tiền để làm tang lễ cho chính mình nếu như tôi chết. Nếu có tiền thì tôi tặng cho những người nghèo. Rồi ma quỷ nói, nếu có thể được thì tôi sẽ giết ông chết ngay lập tức. Tôi bèn trả lời hắn, nhưng mi không thể làm được vì ta thuộc về Chúa Giêsu. Câu chuyện 11. Cảm nghiệm về cha Thánh Pio. Một người con thiêng liêng kể về cảm nghiệm của bà về cha Pio. Tôi càng học biết thì sự hiện diện của cha Pio trong cuộc đời tôi càng có thêm ý nghĩa. Tôi rất quý mến cha Pio. Ngài thật là một vị thánh tuyệt vời. Nếu trước đó tôi mà biết rõ về ngài thì tôi đã chú tâm khi được gặp ngài lần đầu. Lúc ấy, tôi còn là một trẻ nhỏ. Tôi nhìn ngài trong một tấm hình ở trong cái ngăn kéo của bàn ông tôi. Ông tôi là người ái nhĩ lan. Mỗi lần tôi ngắm tấm hình của cha Pio thì dường như là ngài cười. Hình của ngài được đặt chung với những tấm hình của gia đình tôi. Ngài không cười. Tay của ngài bị một cái khăn che và bọc lại. Đó là hình ảnh của ngài cứ như thế và ở mãi trong ký ức của tôi. Tôi nghĩ có vẻ như hơi kỳ lạ khi ông của tôi đặt hình ảnh một người lạ trước hình của gia đình tôi. Sau này tôi khám phá ra rằng hình thức bên ngoài có thể đánh lừa mọi người. Thật sự tôi không nghĩ gì nhiều về khuôn mặt của cha Pio trong 25 năm qua. Cho đến khi tôi nhìn thấy em trai của tôi nằm trong bệnh viện. Khuôn mặt của em tôi dường như không thể nhận ra. Em nằm im và bất động. Các ống dây chằng chịt trên thân xác xanh xao của em. Em trai tôi đã ở trong cơn hôn mê nhiều tuần lễ rồi. Em nằm trong phòng cấp cứu. Mỗi ngày thì gia đình tôi đều lo lắng chờ nghe lời giải thích của các bác sĩ. Ai cũng mong em tôi được bình phục. Ai cũng hỏi, có gì thay đổi không? Có hy vọng gì không? Nhưng chúng tôi chỉ nghe những lời này. Chúng tôi không biết. Hay, tình hình không khả quan. Hay, chúng tôi không rõ những gì phải làm tiếp theo. Mỗi ngày như thế thì mẹ tôi luôn cầu nguyện bên cạnh giường của em tôi. Mẹ tỏ ra can đảm và bình thản. Mẹ luôn có cuốn sách cầu nguyện. Hình bìa của cuốn sách kinh mà mẹ tôi đang có thì có tấm hình cha Pio. Ngài một vị linh mục già có râu và có khuôn mặt đượm buồn. Đó là hình ảnh mà tôi đã từng thấy trong phòng của ông tôi.
Cuối cùng khi chúng tôi đã nghe những lời nói mà chẳng ai muốn nghe nữa thì bỗng dưng em trai tôi tỉnh lại. Đó là vào ngày 23 tháng 9, ngày lễ kính cha Thánh Cha Pio. Kể từ đó, dù tôi không đi theo ngài nhưng cha Pio chưa bao giờ rời xa tôi. Sau khi cha mẹ tôi chết đau đớn và chết trước kỳ hạn, thì vị thánh này trở nên gần gũi hơn với tôi. Sau khi chúng tôi sửa sang căn nhà của cha mẹ tôi tìm thấy hình ảnh của cha Pio ở khắp mọi nơi trong nhà cha mẹ tôi, trong đống xà bần, dưới đất, trong những khăn lau mặt, trong những cuốn sách kinh nơi tủ sách. Có cả các xương thánh của ngài ở trong xe của tôi. Nói chung là vì cha mẹ tôi rất gần gũi với ngài. Ngài không những hiện diện với gia đình tôi mà ngài còn ở với em trai tôi nữa. Khi ấy, em trai tôi đang ở nước Ái Nhĩ Lan. Em lục tung cái vali và thấy một mề đay của cha Pio rớt ra khỏi vali của em. Khi tôi bắt đầu làm quen với vị thánh lớn này thì tôi gặp nhiều cảm nghiệm lạ lùng và bí nhiệm. Ngài rất can đảm và thành thật. Nếu bạn chưa có dịp đọc qua tiểu sử của ngài thì xin bạn hãy tìm đọc đi. Cha Pio quả thật là một vị thánh của thời đại chúng ta. Ngài chết năm 1968. Những câu chuyện về cuộc đời ngài là chuyện thật, không phải là huyền thoại. Đó là những cảm nghiệm thật nói về lời của ngài, những sự phấn đấu và tầm ảnh hưởng quan trọng của ngài. Ngài luôn phải đối diện với ma quỷ. Ngài có nhiều ơn lạ lùng như ơn lưỡng tại, chữa lành, đọc được các linh hồn. Rất nhiều người viết sách báo về ngài. Ngài có 5 dấu thánh và các bác sĩ nổi tiếng đã khám cho ngài nhiều lần. Người ta đã chụp hình và quay phim các thánh lễ mà ngài dâng. Tôi càng học hỏi về cha Pio thì sự hiện diện của ngài càng rõ rệt và càng có thêm ý nghĩa trong cuộc đời tôi hơn. Tấm hình của cha Pio mà tôi nhìn thấy khi còn nhỏ là điều chứng minh rằng ông tôi và mẹ tôi luôn cầu nguyện với ngài. Đặc biệt là ngài đã cầu bầu cho em trai tôi được khỏi bệnh. Và em đã khỏi bệnh hoàn toàn. Điều này làm cho tôi cảm thấy mình phải xin ngài bảo vệ cho gia đình mình. Thật sự, tôi luôn xin ngài bảo vệ và chúc phúc cho gia đình của tôi. Lạy cha Thánh Cha Pio, xin ngài bảo vệ, chúc phúc và cầu bầu cho gia đình của mỗi người chúng con được bình an và đoàn tụ với ngài trên thiên đàng. Amen. Câu chuyện 12. Lời nói của cha Thánh Pio. Cha Pio đã nói: xã hội ngày nay không cầu nguyện. Đó là lý do mà xã hội chia rẽ. Nếu bạn là những người được giao phó chịu trách nhiệm chăm sóc các linh hồn thì hãy hướng dẫn họ trong tình yêu. Tình yêu và tuyệt đối là tình yêu. Nếu họ không nghe lời thì dùng gậy. Bởi vì Chúa Giêsu Kitô là gương mẫu. Ngài dạy chúng ta điều này khi Ngài tạo ra thiên đàng, nhưng Ngài chấp nhận hỏa ngục cùng một lúc. Trong lời của Ngài, cha Pio nói rằng, một khi cha nhận một linh hồn thì cha cũng sẽ nhận toàn thể gia đình ấy làm các con thiêng liêng của cha. Nếu một trong các con thiêng liêng của cha mà đi lạc lối thì cha sẽ rời đàn chiên của cha để đi kiếm tìm con chiên lạc. Sau đây được xem như là lời hứa vĩ đại của cha Pio. Trong các lời chứng của nhiều người thì cha Pio đã nói rất nhiều lần rằng cha sẽ xin Thiên Chúa cho cha ở nơi ngạch cửa của thiên đàng và cha sẽ không vào thiên đàng cho đến khi các con thiêng liêng của cha được vào thiên đàng. Vậy ai trong chúng ta cũng có quyền xin làm con thiêng liêng của cha Pio? Những lời nói của ngài,
Tình yêu của Ngài dành cho các linh hồn muốn làm con thiêng liêng của Ngài thì không có giới hạn. Ngài mở rộng cửa cho tất cả mọi người. Điều mà tôi cảm nghiệm được là Ngài vẫn còn đón nhận những ai tha thiết xin Ngài làm cha thiêng liêng của họ, cho dù họ đi tìm Ngài nhiều thế kỷ sau khi Ngài qua đời. Câu chuyện 13. Cha Thánh Pio cứu linh hồn chồng tôi. Liệu có phải cha Pio cầu bầu và cứu linh hồn của người chồng hấp hối của tôi không? Tôi tin rằng cha Pio đã hiện diện trong phòng bệnh của chồng tôi để cầu bầu cho linh hồn anh ấy. Cha Pio đã nói, chỉ có một mình Chúa có thể soi sáng linh hồn với ân sủng của Ngài và hướng dẫn linh hồn ấy tới những điều quan trọng. Cha Pio thành Piacenza luôn được mọi người quý mến. Tôi vẫn còn nhớ ngày mà tôi được biết Ngài là vào giữa thập niên 1990. Hôm ấy người giặt ủi cho gia đình tôi là anh Revelation đã đem một xương thánh của vị linh mục dòng Capuchin thánh thiện này tới nhà tôi cùng với những bộ quần áo vừa được giặt ủi sạch sẽ của gia đình tôi. Anh Revelation vừa nói vừa đưa cho tôi xem một tài liệu về vị linh mục thần bí này. Trong đó có những lời nguyện để xin cha Pio cầu bầu cho mình. Anh kể, Ngài là một vị thánh cầu bầu rất mạnh thế. Lúc đó, tôi vừa mới trở lại với giáo hội công giáo từ đạo tin lành. Vì thế tôi biết rất ít về các thánh. Thú thật, tôi cũng không biết chắc về việc cầu nguyện với các thánh. Theo tập tài liệu thì cha Pio là vị linh mục đầu tiên trong lịch sử giáo hội công giáo mà đã có 5 vết thương thánh của Chúa Giêsu Kitô. Thêm vào đó, ngày sinh của Ngài là 25 tháng 5, cũng là ngày sinh nhật của chồng tôi là anh Bernie. Tôi lập tức xin cha Pio cầu bầu cho chồng tôi được ơn trở lại đạo. Thế rồi tôi vội vàng đi mua một cuốn sách viết về cha Pio để học biết thêm về đời của Ngài. Thật sự, tôi đọc và cảm thấy rất sợ khi biết rằng ma quỷ ném Ngài trong phòng của Ngài. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng cha Pio là đấng mà tôi cần kêu cầu xin sự trợ giúp của Ngài. Sau đó, tôi làm những điều mà bất cứ một người vợ công giáo nào cũng làm. Tôi đặt xương thánh mà anh Revelation tặng cho tôi ở dưới nệm giường của chồng tôi là anh Bernie. Tôi cũng cầu xin cha Pio cầu bầu để chồng tôi luôn siêng năng việc đạo. Việc cầu nguyện này kéo dài trong 20 năm. Gia đình tôi gặp khó khăn nên anh Bernie ở trong tình trạng bi đát cả về tâm tình và tâm linh. Tôi bèn đi hành hương đến Roma vào mùa hè. Rồi tôi quyết định đến thăm đền thánh của cha Pio tại vùng San Giovanni Rotondo để cầu nguyện cho chồng tôi trước thân xác không hư hại của Ngài. Tôi đến nơi này vào ngày lễ từ phụ, cũng là ngày kỷ niệm cha Pio được phong thánh vào 7 năm trước. Tôi dành nguyên ngày hôm ấy để cầu nguyện cho anh Bernie. Tôi xin lễ cầu cho chồng tôi và rước kiệu Đức Mẹ chung quanh tu viện cùng với hàng trăm khách hành hương đang cùng cầu nguyện chung. Đó là một ngày lễ rất vui. Điểm quan trọng nhất là tôi được quỳ trước xác nguyên vẹn của cha Pio để cầu xin cho chồng tôi là Bernie được ơn hoán cải. Cha Pio là một vị linh mục thuộc dòng Capuchin. Ngài qua đời năm 1968. Xác Ngài trông rất thanh thản y như Ngài đang ngủ một cách bình an. Chỉ vài tháng sau đó, anh Bernie bị lên cơn đau tim. Cơn bệnh này đã giết chết nhiều nạn nhân trong vòng 3 phút. Nhưng anh Bernie được sống sót. Anh ở trong cơn hôn mê. Các cơ quan trong nội tạng của anh đều không còn làm việc nữa. Một đêm kinh hoàng xảy ra mà tôi vẫn còn nhớ mãi,
Đó là khi các bác sĩ phải dùng lực mạnh và điện đến 3 lần để làm cho trái tim anh làm việc trở lại và để anh kéo dài sự sống. Trong lúc nguy cấp ấy, khi mà các bác sĩ cố gắng cứu sống anh thì tôi cảm thấy có hai điều kỳ lạ đã xảy ra. 1. Tôi tin là anh Bernie đã chết và đã gặp Chúa. 2. Tôi cảm thấy cách mạnh mẽ rằng cha Pio đã hiện diện trong phòng bệnh và cầu bầu cho chồng của tôi. Thế rồi, anh Bernie tỉnh dậy từ cơn hôn mê kéo dài 6 tuần. Anh kể rằng anh đã chết và đến thiên đàng gặp Chúa. Anh đã thấy được tình trạng của linh hồn anh và trái tim tan nát của anh. Chúa đã nói với anh rằng anh không được phép vào thiên đàng. Anh cần phải được gửi trở lại trần gian để sửa đổi lối sống. Anh phải trải qua 6 tuần vừa qua của cuộc đời trần thế trong cảnh bị đau ốm. Nhưng anh lại được bình an để có cuộc nói chuyện với Chúa của tình yêu và lòng thương xót. Nhờ vậy mà anh biết rõ được những gì đang xảy ra ở thế giới bên kia. Cái chết của anh Bernie là một sự huy hoàng và thánh thiện. Tôi vẫn còn cất giữ xương thánh của cha Pio với mình cho đến ngày nay để thường xuyên cầu xin Ngài cầu bầu cho gia đình tôi. Một điều mà tôi trân quý nhất về đức tin Công giáo là sự hiệp thông giữa các thánh và thánh lễ có lời Chúa và thánh thể Chúa. Đó là cuộc sống cao cả của những người chứng, những ai đã giúp chúng ta đặt đôi mắt của mình về hướng Chúa Giêsu. Ngài là Chúa, là người lãnh đạo và hướng dẫn đức tin của chúng ta. Lạy cha Pio thành Piacenza, cầu cho chúng con. Amen. Câu chuyện 15. Cha Thánh Pio cầu nguyện suốt đêm. Cứ vào lúc 2 giờ sáng thì cha Pio vẫn còn thức. Vậy thì trong một đêm thì cha Pio ngủ được mấy tiếng đồng hồ? Câu trả lời là, ngài có thể thức trắng đêm. Ông Sergio Rendin lúc ấy ở trong lứa tuổi từ 6 đến 12 tuổi. Ông sống trong tu viện tại thành phố San Giovanni Rotondo với cha Pio. Ông kể cho tôi nghe rằng, tôi thường hay ngủ trong phòng của cha Pio trong khi ngài đang cầu nguyện. Các tu sĩ đến đem tôi về phòng mình. Trong khi đó thì cha Pio vẫn tiếp tục cầu nguyện. Rồi ngài đến ngồi ở cái bàn viết và trả lời tất cả các lá thư mà ngài đã nhận được. Có khi ngài thức suốt đêm. Rồi ngài nằm trên giường trong vòng một tiếng đồng hồ và chuẩn bị dậy sớm để dâng thánh lễ. Cha Silvano Zasiric Nola, người phụ tá cho cha Pio từ năm 1964 đến năm 1968 kể rằng, cứ vào lúc 2 giờ sáng thì ngài đã dậy rồi. Tôi sang phòng của ngài để đưa ngài đi thì ngài nói với tôi rằng, con à, cha đã dậy từ lúc 2 giờ sáng. Cha đã suy niệm xong rồi nên bây giờ cha sẵn sàng dâng thánh lễ. Cha Pio đã nói với người con trai thiêng liêng của cha là ông Giovanni Bardazzi rằng, con ngủ trong một đêm bằng cha ngủ trong một tuần. Nếu cha ngủ nhiều thì cha sẽ mệt mỏi lắm. 2. Với bộ râu trắng tinh. Ông Alessandro Pellegrini từ vùng Matera nói với tôi rằng, tôi đã quẳng cuộc sống mình cho ma túy. Tôi đã là người buôn bán ma túy. Tôi đã bị bắt và cảm thấy rất cô đơn trong nhà tù. Nhưng có lần cha Pio đến với tôi. Một buổi tối kia khi tôi đang sắp sửa đi ngủ thì tôi thấy ngài đang đứng gần giường của tôi. Ngài có bộ râu dài và một cái mũ trên đầu ngài. Ngài trông rất sáng láng trong bộ áo ròng màu nâu.
Có điều đặc biệt là bộ râu của ngài tại sao mà lại trắng xóa và sáng láng như thế? Bộ râu giống như ánh đèn neon. Tôi cảm thấy rất sợ hãi. Tôi nhớ rằng mình sợ hãi và tìm cách che đầu mình lại để không thấy hình ảnh có một người đứng trước mặt mình. Trong lúc đó, đôi mắt tôi gặp đôi mắt ngài. Ngay lập tức, tôi cảm thấy xúc động bởi cái nhìn bao dung ấy. Cảnh tượng này kéo dài trong vài phút. Cha Pio không nói một lời gì với tôi cả. Nhưng đôi mắt của ngài nói rất nhiều điều. Linh hồn tôi lắng nghe lời của ngài. Tôi cảm thấy mình có sự bình an tuyệt đối. Một sự đổi đời tươi mới. Từ đêm ấy trở đi, ngài giúp tôi bước đi từng bước ra khỏi cái hỏa ngục của đời tôi. Ngài tỏ ra dịu dàng cho đến khi tôi được cứu rỗi. Câu chuyện 16. Cha Thánh Pio chữa bệnh mù. Ngày 15 tháng 2 năm 1949, ba vợ tôi là ông Giovanni gặp một tai nạn trong khi làm công tác xây dựng ở một ngôi nhà thờ mới tên là nhà thờ Maria delle Grazie. Bà Michele Placentino làm việc tại San Giovanni Rotondo nói với tôi rằng một quả mìn nổ ngay trước mặt ông ấy. Ông Giovanni bị văng ra cả chục thước. Người ta đưa ông ấy tới bệnh viện Foggia để chữa trị. Đôi mắt của ông bị hư hại. Con mắt bên trái thì mất rồi, còn con mắt bên phải thì bị mờ. Ông Giovanni sẽ bị mù mãi mãi. Cha Pio được báo tin này. Cha bèn cầu nguyện rất sốt sắng để xin Chúa chữa lành cho ông ấy. Một đêm kia, khi ông Giovanni nằm trong bệnh viện với khuôn mặt bị băng bó kín mít, bỗng dưng ông ngửi thấy một mùi hương thơm ngào ngạt. Đó là cách nhận diện ra sự hiện diện của cha Pio. Rồi ông nhận ra rằng có ai đó đang đụng vào mặt của ông, nơi đã có hai con mắt của ông nằm đó. Ngày hôm sau, bác sĩ lấy ra băng gạc của ông. Ông Giovanni thẳng thốt kêu lên. Bác sĩ ơi, tôi có thể nhìn thấy rồi. Ông Giovanni la to lên. Rồi ông bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra trong phòng bệnh của ông. Bác sĩ lập tức làm các cuộc thử nghiệm. Bác sĩ quá kinh ngạc mà không nói nên lời. Ông Giovanni kể. Con mắt bên phải của tôi đã mù hẳn rồi. Nhưng con mắt bên trái của tôi lẽ ra cũng không nhìn được nhưng nay tôi có thể nhìn thấy rõ ràng. Tôi nhìn thấy với một con mắt. Ông Giovanni sống thêm 30 năm nữa. Ông vẫn nhìn thấy bằng con mắt bên trái mà lẽ ra không thể thấy được. Câu chuyện 17. Ơn lưỡng tại, hương thơm và các huyền nhiệm. Cha Pio có rất nhiều ơn lành Chúa ban. Cha Pio có thể đọc được tâm trí và linh hồn người khác như là đọc một cuốn sách mở ra. Ngài cũng có thể đọc được những suy nghĩ và tình cảm trong trái tim mọi người. Ngài biết được quá khứ và tương lai. Ngài có thể soi dọi linh hồn người khác. Ngài là một vị tiên tri. Có một viên đại tá người Nga đến từ vùng Kazakhstan. Ông ta đến gặp cha Pio hầu như mỗi tuần lễ. Ông ta mang theo nhiều ý nguyện của những người quen ông mà họ không thể đến đó được. Vì ai cũng cần nhiều điều, ơn lành, một sự chúc phúc và một lời cầu bầu. Cha Pio luôn đón nhận ông này. Ngài lắng nghe và trả lời những thắc mắc. Một ngày kia có một phụ nữ nói với ông ta rằng xin ông hãy cầu nguyện với cha Pio cho con bò cái của tôi để mọi sự đều tốt đẹp.
viên đại tá này đến gặp cha Pio. Ông ta ngại ngùng không dám cầu xin ngài cầu dùm cho con bỏ cái của bà kia. Vì thế ông ta nói chuyện lan man đủ thứ. Trước khi ông ta rời đi, cha Pio bảo ông ta: "Con không định nói cho cha nghe về chuyện con bỏ à?" Thì ra cha Pio biết cả những chuyện còn con mà người ta nhờ ông ta xin lời cầu bầu của cha Pio. Cha Thánh Pio nói: "Cuộc chiến đấu thì lớn lao, nhưng đừng sợ phải thua trận, bởi vì Chúa Thánh Thần sẽ ban cho các con nhiều sức mạnh để các con chiến đấu và thắng trận." Câu chuyện 18. Cha Thánh Pio chữa người bị bệnh nặng. Có nhiều người chứng kiến về cái chết gần kề của một người trẻ tên là Paul Watts. Trong đó có vài cô y tá. Người mẹ của anh Paul là cô Betty quyết định gọi cho một nhóm cầu nguyện mang tên cha Pio để báo tin về cái chết sắp đến với anh Paul. Ngày 12 tháng 3 năm ấy, họ quyết định gửi vào nhà thương một cái găng tay của cha Pio. Trong cái găng tay đó có máu tuôn ra từ vết thương trên đôi tay của Thánh Pio. Thế là anh Paul được chúc phúc với chiếc găng tay và trong vòng vài ngày, cơn bệnh nặng của anh đã thuyên giảm. Cô Betty lại tiếp tục gọi cho nhóm vào ngày 6 tháng 4 năm 1984. Một người trong nhóm đem theo cái găng tay của cha Pio để đặt trên đầu anh Paul. Cô Betty nói: "Tôi đã biết ngay là có một sự gì xảy ra, bởi vì cái găng ấy như một làn điện đi ngang qua người của cháu Paul." Cháu Paul mở to đôi mắt và nhìn xung quanh căn phòng bệnh. Thế rồi cháu lại rơi vào cơn hôn mê lần nữa. Nhưng tôi xác tín rằng có một sự gì lạ thường vừa xảy ra. Ngày hôm sau khi cô Betty trở lại nhà thương thì cô giật mình khi thấy con trai của cô đang ngồi trong cái ghế và xem tivi. Anh chàng còn quay sang chào cô. Cô y tá trực nói với cô Betty rằng con trai của cô nói chuyện trong suốt cả ngày hôm nay. Khi người mẹ gọi cho bác sĩ giải phẫu và nói rằng con của bà đang khỏe lên thì bác sĩ nói: "Không thể xảy ra như thế được." Rồi ông ta cúp máy điện thoại. Sau đó, bác sĩ chụp hình CAT scan cho anh Paul. Xong thì bác sĩ cứ lặp đi, lặp lại câu nói này: "Tôi không tin chuyện này. Thật là khó tin quá đi. Bộ óc của con bà không còn nát nữa." Những ngày kế tiếp còn ly kỳ hơn nữa. Hôm ấy là vào buổi sáng ngày Chúa Nhật Phục Sinh. Anh Paul và người ở cùng phòng với anh đã thức giấc để tìm kiếm một người đàn ông đứng ở dưới chân giường của anh Paul. Anh mô tả rằng đó là một vị linh mục già mặc áo ròng màu nâu. "Tôi tưởng người ấy là anh của mẹ tôi, là cậu Charlie, vì cậu tôi cũng có hàm râu giống như cha Pio. Tôi cứ nghĩ rằng đó là cậu của tôi tên Charlie đã đến thăm tôi." Người này có vẻ tươi vui. Ngài cười với tôi. Rồi ngài rời phòng bệnh. Cô Betty hiểu rằng người ấy không thể là cậu Charlie được, vì cậu ấy ở mãi tận thành phố Boston. Cô bèn đưa tấm hình của cha Pio cho con trai xem. Cô cố ý giấu tên của ngài. Anh Paul vội la lớn lên: "Đúng rồi, đây là người đã đến thăm con. Có phải là cậu Charlie không mẹ?" Vài tuần sau đó, anh Paul Watts ra khỏi bệnh viện và hoàn toàn được ơn chữa lành. Tạ ơn Chúa. Cảm tạ cha Pio chữa lành. Amen. Câu chuyện 19. Cha Thánh Pio sống cuộc tử nạn Chúa Kitô. Tôi gặp gỡ cha Pio vào năm 1951.
Lúc đó, tôi vừa được 17 tuổi. Tôi chăm lo giúp lễ mỗi ngày. Rồi tôi giúp cha Pio thay quần áo thường để mặc áo lễ. Tôi đưa ngài leo lên các bậc thang để lên nhà thờ mà dâng lễ. Lúc ấy chỉ có một nhà thờ nhỏ mà cha Pio thường cử hành thánh lễ ở đền thánh này tại một bàn thánh có hình cha Pio. Mỗi ngày ngài đều tiếp tục dâng thánh lễ nơi bàn thờ thánh của thánh Francisco. Đã có một số tín hữu hiện diện. Vì người đến dự lễ nhiều nên nhà thờ đông người. Tôi ngồi nhìn thấy mọi diễn biến xảy ra cho cha Pio trong thánh lễ. Thật là cảm động. Tôi nhìn thấy cha Pio trông rất xanh xao. Khuôn mặt ngài tỏ lộ sự đau đớn. Ngài run rẩy vì trong thánh lễ, ngài đang sống cuộc khổ nạn Chúa Kitô. Đó là khi có những cơn đau đến dồn dập. Ngài thật sự đang chịu khổ đau ở trên thánh giá. Có một lúc trong thánh lễ, mọi sự đột nhiên thinh lặng. Ngài đứng lặng im và suy niệm. Đó là một cảm nghiệm khác thường. Từ đó có nhiều người sau khi tham dự thánh lễ thì họ được ơn hoán cải. 2. Cha Pio đã nói: những giọt nước mắt của con được các thiên thần thâu giữ lại và đặt trong một chén thánh bằng vàng ròng. Các con sẽ tìm thấy chén thánh đựng nước mắt của các con khi các con trình diện trước nhan thánh Chúa. 3. Người mẹ đỡ đầu của cha Pio cũng là một bà mụ đỡ đẻ tên Grazia Formicelli. Bà là người giúp mang cha Pio đến với thế giới này. Cha Pio bắt đầu nhìn thấy các thiên thần và các ma quỷ kể từ khi ngài còn là một em bé. Sau đó, trong cuộc đời cha Pio, cha vâng lời bề trên để viết về thời thơ ấu của chính mình như sau: thiên thần bản mệnh của con cũng là người bạn tri kỷ của con kể từ khi con còn rất nhỏ. Khi con nằm trong chiếc nôi thì mẹ của con tắt đèn đi. Lúc đó con đã thấy rất nhiều con quỷ dữ tợn và con hét lên rất lớn. Mẹ con bèn bật đèn lên. Khi ấy các con ma quỷ biến đi và con lập tức ngừng la hét. Câu chuyện 20. Cha Thánh Pio có 3 thị kiến. Có 3 thị kiến xảy ra trong vòng vài ngày. Giữa cuối tháng 12 năm 1902 và ngày 5 tháng 1 năm 1903 đã quyết định cuộc đời ngài. 1. Thị kiến thứ nhất chấm dứt cuối tháng 12 năm 1902. Trong khi suy niệm thì ngài thấy mình rời khỏi việc học. Ngài thấy rất đông người chia ra làm hai trại, một trại thì sáng láng, còn một trại khác thì đen tối. Có một con quái vật đi vào trại đen tối ấy. Một người đàn ông đẹp đẽ tiến đến ra lệnh cho Francisco đánh con khủng long. Ngài đã đánh và thắng. Con quái vật mà con đánh thắng là ma quỷ và con sẽ chiến đấu với kẻ thù này trong suốt đời của con. 2. Thị kiến thứ hai bắt đầu ngày 1 tháng 1 năm 1903. Sau khi ngài rước lễ, bỗng dưng ngài được bao bọc bởi một luồng ánh sáng bên trong. Ngài hiểu rằng bằng cách tham gia các sinh hoạt của Chúa thì ngài sẽ phải chiến đấu dài hạn với ma quỷ. 3. Thị kiến thứ ba vào ngày 5 tháng 1 năm 1903. Vào ban đêm, Chúa Giêsu và mẹ Maria đến và khuyến khích cha Pio hãy tiếp tục làm theo kế hoạch của ngài là đi vào chủng viện. Thế là cha Pio rời khỏi nhà ngày 6 tháng 1 năm 1903 để trở nên một tu sĩ dòng Capuchin. Ngài nói: tôi muốn trở nên một tu sĩ có bộ râu giống như thầy Camillo.
Cha Pio và cha Camillo da Santelia Appianigi luôn cùng nhau đi bộ trong khu vực ở ngoài tu viện để xin của bố thí.